Hello, xin chào tất cả các anh chị em. Mình là Hani, là giảng viên chính của Trung tâm Đào tạo Nói Mi Hani, Trung tâm Đào tạo Nói Mi uy tín nhất Sài Gòn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các anh chị là cách để mà các anh chị chụm ngọn mi trong mi thiết kế làm sao cho đẹp và làm sao cho có duyên nhất. Và cái video này nó không mất nhiều thời gian đâu, nên là Hani mời các anh chị mình cùng coi để mà mình có thêm kinh nghiệm nha. Hôm nay hướng dẫn cho mọi người hai cái cách để mà mình tạo ngọn ha. Bây giờ mình cách thứ nhất cho mọi người xem nè. Đầu tiên là mình sẽ làm một cái trụ trước. Mình lấy trụ trước ha. Rồi, mình sẽ chấm keo nè. Đối với cái phần vi trụ này là mọi người đừng có chấm keo nhiều quá nha. Chấm keo nhiều quá là lên đó là sẽ bị tràn ra da của khách hàng của mình đó. Đó, khi mà mình dựng trụ quá mà cái ngọn của mình nó xòe như thế này nè. Đó, mọi người có thể dùng cái rimmer á, cái rimmer để tạo độ kích dính á. Mọi người sẽ vuốt để cho nó nhọn. Đó, vuốt nó sẽ chùm lại như thế này. Rồi, tiếp tục mình sẽ lấy vi tiếp. Tiếp tục mình sẽ làm trụ tiếp theo ha. Rồi, mình sẽ đặt lên trên này cho cái ngọn mi bụng này chút xíu. Đó, cái ngọn mi của nó bắt đầu nó tươi tươi đây nè. Mình sẽ vuốt ghim mờ lên để cho nó dính lại tạo thành ngọn ha. Tiếp tục thêm một trụ nữa cho nó nghiêng về cái trụ ở giữa ha. Mình sẽ cho cái trụ này nó nghiêng về cái trụ ở giữa luôn ha, để nó tạo một cái tam giác nè. Hiện tại cái ngọn của nó mình chưa có vuốt cái ghim mờ vô á, nên cái phần ngọn nó bị bung lên như thế này. Vậy thì mình sẽ dùng cái ghim mờ này để mình vuốt lại đó, để cho nó dính lại thành một cái tam giác như thế này ha. Đó, đây là cách thứ nhất ha. Rồi cách thứ hai, rồi mình cũng sẽ đặt lên trên mì giả như thế này, mì hộp như thế này. Đó, mình dịnh xíu tại vì keo chưa khô mình phải dịnh nha mọi người. Đó, mọi người thấy cái ngọn mi nó đang bị bung ra không? Bây giờ vi tiếp tục vi đặt lên thêm một sợi nữa bên hông. Keo nó chưa khô mọi người, nên mình dễ dàng điều chỉnh cái hướng mi này. Đó, khi đang sử dụng là keo hơi lâu khô dành cho những người học viên nào mà người ta mới vào nghề á, mình phải dịnh lâu chút xíu. Đó, nếu như mà mình sẽ dùng cái cách thứ hai, đó là cái cách là dùng cái keo vuốt trụ ha. Để dùng keo vuốt trụ này nó có một chất nhầy như thế này ha. Rồi sau đó mình sẽ vuốt lên cái ngọn mi này, mọi người nhớ vuốt đều nha, để mà mình tạo ngọn cái tam giác này. Đó, mọi người thấy không? Khi mà mình làm cho khách hàng, khuyến khích mọi người nên dùng cái keo vuốt trụ này để cho nó bền ha. Rimmer thì mình có thể làm cho mọi người, làm cho khách hàng cũng được, nhưng mà nó sẽ nhanh bung hơn là so với cái keo vuốt trụ này. Đó. Rimmer này mình có thể là định hình trong cái lúc mà mình làm thôi. Khi mà mình làm xong cho khách hàng rồi, mình có thể dùng cái keo vuốt trụ này nè, mình vuốt lại cho nó có cái độ bóng nè, tức là cho nó chắc hơn nha mọi người. Mình vừa chia sẻ xong cho các anh chị cái cách để mà chụm ngọn mi làm sao cho nó đẹp trong những cái bộ mi thiết kế, và hy vọng cái video này là hữu ích đối với các anh chị. Nếu như mình thích cái video này thì nhớ bấm cho Hani một nút like nha, và đừng quên là chia sẻ cái video này cho các bạn bè của các anh chị cùng coi nữa. Xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ở video tới. Bye bye. Hani Beauty, trọn sắc đẹp, vẹn niềm tin.